Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về một dòng máy chiếu giải trí của Vsonic. Đây là máy chiếu Vsonic BX800HD. Dòng máy chiếu này được trang bị với độ sáng là 2000 lumen, với độ phân giải là Full HD. Thì với độ sáng 2000 lumen, mình kiến nghị các bạn nên chiếu ở những cái phòng có độ sáng trung bình hoặc tối để cho hình ảnh đạt một cách chất lượng hơn. Điểm thứ hai là máy chiếu này được hỗ trợ với công nghệ Cinema Super Color. Đây là công nghệ bộ hỗ trợ chúng ta về những bản màu tương tự hoặc bản màu bổ sung, giúp chúng ta có thể điều chỉnh được những bộ phim, hình ảnh phù hợp với đôi mắt của chúng ta hơn. Ngoài ra thì máy chiếu này được trang bị thêm bánh xe màu bao gồm 6 sét măng, giúp cho hình ảnh đạt theo tiêu chuẩn Red 709 quốc tế, giúp cho hình ảnh được sắc nét và màu sắc rực rỡ hơn rất là nhiều. Dòng máy chiếu này, đây là một dòng máy chiếu siêu gần, do thiết kế của ống kính theo tỷ lệ rất là ngắn, vậy nên chúng ta có thể đặt khoảng cách ngắn là chỉ khoảng cỡ 15cm thôi, chúng ta có thể chiếu ra màn hình ở 100 inch như thế này. Ở bên cạnh đó thì máy chiếu này có tích hợp thêm một tính năng là Keystone 4 chiều. Tính năng Keystone 4 chiều là sao? Đây là tính năng có thể khi chúng ta đặt máy thì lúc này hình ảnh nó sẽ rất là lệch và méo. Thì tính năng này giúp chúng ta điều chỉnh ở 4 góc hình ảnh sao cho nó vuông với cái khung hình đạt theo chuẩn theo yêu cầu chúng ta. Về một điểm nữa là về cổng kết nối. Dòng máy chiếu này thì được trang bị với cổng kết nối hình ảnh và âm thanh tương thích với bất kỳ nguồn phát âm thanh nào hoặc là nguồn phát đầu thu nào. Thì ở đây có hai cổng HDMI, một cổng video với hoa sen, hai cổng VGA. Về âm thanh thì chúng ta có hai cổng hoa sen, hai cổng audio in, một cổng audio out. Bên cạnh đó, máy chiếu này được trang bị thêm một cái khoang ẩm, ở đây được gọi là cái port on. Thì cái khoang này nó gắn một cái thiết bị HDMI hỗ trợ kết nối không dây. Thì lúc này chúng ta có thể tăng tính thẩm mỹ của máy chiếu, thì chúng ta không cần phải gắn thêm một cái dây kết nối nào cả, và chúng ta chỉ cần gắn thiết bị không dây vào, lúc này máy chiếu có thể chỉnh chiếu được không dây. Ngoài cái việc sử dụng máy chiếu để xem phim thì chúng ta có thể sử dụng máy chiếu để chơi game. Thì về máy chiếu để chơi game thì theo như các bạn cũng được biết, để sử dụng máy chiếu chơi game thì chúng ta hay bị tình trạng giật hoặc lắc khi chúng ta trải nghiệm những cái game thể thao như là đua xe hoặc bắn súng. Thì máy chiếu Vsonic này đã được tích hợp thêm tính năng là 3x Fast Input. Thì tính năng này được hỗ trợ là giúp cho dữ liệu tăng tốc lên loát được gấp 3 lần. Khi lúc này là những hình ảnh, những trải nghiệm của video clip game nó sẽ mượt mà hơn, không giật không lắc. Đây là một tính năng vô cùng đặc biệt mà chỉ có dòng Vsonic có. Sau khi mình đã chia sẻ với các bạn về những thông số cơ bản, về những cái tính năng đặc biệt của máy chiếu, thì sau đây chúng ta sẽ đến với phần trải nghiệm thực tế của máy chiếu nhé. Thì máy chiếu Vsonic này đang được phân phối do công ty Lurid Buy tọa lạc tại Bamida, Võ Trường Toản, phường 2, quận Bình Thạnh. Để trải nghiệm hơn nhiều hơn về sản phẩm này, các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại ở dưới đây. Mình sẽ hỗ trợ các bạn tư vấn miễn phí trong trường hợp các bạn cần tư vấn về dòng máy chiếu giải trí Vsonic. Xin cảm ơn và được hẹn gặp lại.